Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube Nhà đẹp 2024, nhà đất Bình Dương. Buổi sáng đẹp trời hôm nay, mình sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn biệt thự đơn lập góc hai mặt tiền. Một căn biệt thự sân vườn có vị trí cực kỳ đẹp nằm trong một khu biệt thự xanh mát. Vị trí hai mặt tiền, chiều ngang 16 m, chiều dài 20 m, nhà số Hồng Dương, thổ cư 100%. Biệt thự được à, thiết kế theo à, kiến trúc của Nhật quý vị nhé. Một căn biệt thự 3 tầng trên cùng chủ nhà lập ngói và khu vực đây toàn xây biệt thự đơn lập hết quý vị. Như quý vị nhìn thấy trực tiếp trên màn hình, ở đây là những căn biệt thự đơn lập hết quý vị nhé. Nhà này có hai hướng, hướng chính là hướng Tây Bắc và hướng phụ là hướng Tây Nam. Con đường phía trước, lòng đường rộng tầm khoảng 12m và vỉa hè mỗi bên rộng 5m. Đây là mặt tiền phía trước của căn biệt thự quý vị này. Một căn biệt thự một trệt hai tầng lầu trên cùng chủ nhà lập ngói Thái. Và vị trí ngay với ngã tư này quý vị nhé. Mình sẽ quay cái vị trí mặt tiền bên hông cho quý vị xem và tham khảo. Căn biệt thự này có địa chỉ phường Tân Bình thuộc thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Vị trí nơi đây thì gần với Ủy ban phường Tân Bình gần với đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần với đường Lê Hồng Phong. Và khu vực đây cũng rất gần với các địa phận của Linh Xuân Thủ Đức. Và đây là mặt tiền bên hông. Hướng này là hướng Tây Nam quý vị nhé. Mình có thể chỗ cửa bên đây cũng được này. Chiều sâu 20 m là tới đấu đít căn biệt thự này quý vị. Ở đây thiết kế biệt thự đơn lập. Và quý vị nhìn thấy mặt tiền bên hông này một căn biệt thự chính chủ thiết kế xây để ở do điều kiện công việc chủ nhà cần chuyển à, ra ngoài bắc để à, định cư và sinh sống nên chủ nhà để lại căn biệt thự tâm huyết này xung quanh chủ nhà đều chừa hành lang nhà mình à, bốn xung quanh đều có cửa sổ thông thoáng quý vị nhé đây quý vị và khu vực này có rất nhiều những căn biệt thự những cái lâu đài như thế này quý vị này Đấy quý vị, phía đối diện nhà mình xa xa tầm khoảng uh, 1 200 m là những tòa lâu đài, những căn biệt thự khá là lớn luôn. Biệt thự số Hồng Diên, thổ cư 100% quý vị. Nơi đây quy hoạch biệt thự hết quý vị nha. Đây nó quý vị này. Rất nhiều những uh, căn biệt thự khá là lớn đây quý vị nhá. Một căn biệt thự sân vườn có tổng diện tích là 306 m2. Số Hồng riêng tổ cư 100% luôn quý vị. Xung quanh thì được chủ nhà trồng những cây cảnh, cây bonsai xanh mát lớn nhỏ trồng xen uh, kẽ với nhau. Quý vị nhớ xem hết video. Mình sẽ review chi tiết cho quý vị xem. Quý vị đang có nhu cầu mua nhà tại Bình Dương. Bên kênh YouTube Nhà đẹp 2024 có rất nhiều những mẫu biệt thự cho quý vị xem và tham khảo. Quý vị uh, truy cập vào kênh để uh, xem thêm nhiều sản phẩm bất động sản tỉnh Bình Dương giá tốt nhất năm 2024 và đây là vỉa hè của vị này vỉa hè rộng 5m xung quanh bờ rào được chủ nhà xây cao tầm khoảng hơn 3m và ở đây thì sẽ có hai cổng một cổng lớn hai cánh để mình chạy xe hơi và một cổng phụ để mình đi bộ và đi xe Honda vào quý vị nhé view sân này thì mình có thể để được thêm 3 chiếc xe hơi ở ngoài với trong có một à, gara đậu xe hơi riêng chạy thẳng vào trong đây là khu vực gara đậu xe hơi riêng quý vị nhé có một lớp cửa cuốn và cái đường luồng bên hông chủ nhà chừa mỗi bên rộng tầm khoảng là gần một mét ở đây đây quý vị từ góc nhìn này thì mình nhìn à, rõ về cái căn biệt thự này biệt thự mái nhật một trệt hai tầng lầu nhà có hướng à, tây bắc và tây nam hai hướng quý vị nhé ở đây thì mình sẽ có thêm một cái hồ cá coi ở khu vực này hồ cá coi ở đây ngang 16 sâu 20 mét phía trước đây có view sân khá là rộng ở đây quý vị nhé view sân và đường bên hông cũng rộng tầm khoảng gần 1 mét chủ nhà chừa cho thông thoáng bây giờ mời quý vị vào trong ta tham quan chi tiết ở trong cửa chính thì được chủ nhà làm thêm một lớp cửa nhôm xin tha giả gỗ ở đây và sàn thì được chủ nhà lót gạch bóng kính loại 1 của 80 80 vân đá rất là đẹp bước vào căn biệt thự mình hình dung thì bên tay trái này là khu vực phòng khách rộng rãi trong đây là khu vực phòng bếp rộng và phía sau là phòng ngủ tầng trệt rồi tới gara xe hơi bây giờ mình tham quan chi tiết từng khu vực này khu vực phòng khách đây quý vị nhá một bộ bàn ghế khá là lớn ở đây nội thất tất cả đều là gỗ thịt chủ yếu là gỗ hương đá và gỗ gõ đỏ quý vị một căn biệt thự chính chủ xây ở tòa lạc phường Tân Bình thành phố Di An tỉnh Bình Dương nhà thì được chủ nhà xây tường 20 chắc chắn và kiên cố bên đây thì hai bên sẽ có hai cái lục bình cao tầm khoảng là trên 2 mét quý vị lục bình khá là cao nha quý vị cao trên 2 mét và ở đây thì có hai cái cửa phụ đi bên hông ra khu vực view sân và sân xe hơi bên đây là phòng ngủ tầng trệt khá là rộng và phía sau đây là phòng ngủ nha quý vị phòng ngủ và phòng vệ sinh đây là khu vực phòng bếp này bếp cực kỳ rộng luôn và có cửa sổ đường bên hông rộng tầm gần 1 mét chủ nhà chừa 4 xung quanh cho căn biệt thự thông thoáng quý vị bếp thì được chủ nhà làm hai dàn tủ trên và dưới tất cả đều là gỗ có đỏ cũng như là tủ rượu cũng bằng gỗ có đỏ luôn quý vị nhé và đây là bộ bàn ghế này bộ bàn ghế có cẩn là hình khá là đẹp đây quý vị bên đây là khu vực tủ rượu này phía sau đây là phòng ngủ tầng trệt phòng ngủ này thì chủ nhà không sử dụng tới nên à, chỉ có để đồ ở tầng trệt thôi, chủ yếu sử dụng ba cái phòng ngủ trên. Và nhà này có bốn cái phòng ngủ chính, ba cái phòng khách quý vị nha. Nhà tới ba cái phòng khách luôn. Và khu vực ở đây là sân đậu xe hơi. Gar garage xe hơi riêng, ở đây thì có thêm một lớp cửa cuốn ở đây. Cửa cuốn này này, trong đây garage xe hơi riêng, mình có thể thiết kế làm cái phòng ngủ tầng trệt nữa, được hai phòng ngủ tầng trệt thì mình có thể để xe hơi ngoài khu vực view sân này vì trên đây đã làm mái che đầy đủ hết rồi quý vị sân này thì phía trước đây có thể để được 2 đến 3 chiếc xe hơi nếu gia đình mình có đông người và nhiều xe và phía trước để thêm được một cái nữa quý vị nha và cái phòng vệ sinh này là hình chữ L khá là rộng luôn này đây quý vị phòng vệ sinh tầng trệt khá là rộng rãi Bây giờ mời quý vị lên lầu trên để ta tham quan chi tiết ở trên. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà kênh youtube Nhà đẹp 2024 Nhà đất Bình Dương review lên nhiều mẫu nhà đẹp cho quý vị xem và tham khảo. Căn biệt thự này đang được chủ nhà gửi bên Hồng Sơn chào bán với mức giá 20 tỷ đồng. Vẫn còn bớt trực tiếp với chủ nhà. Cô chú anh chị xem được video này có nhu cầu đi xem liên hệ với Hồng Sơn theo số điện thoại trên màn hình 0983 155 009 hẹn gặp ở ngã tư Chiêu Liêu hoặc là Ủy ban phường Tân Bình của thành phố Di An tỉnh Bình Dương để đi xem trực tiếp. Quý vị đang xem nhớ ấn follow, ấn theo dõi nhà đất Hồng Sơn để tiện theo dõi những video tiếp theo. Lên tới lầu trên này. Trên đây có thêm mà phòng khách thứ hai tổng nhà này có ba cái phòng khách quý vị nhé mỗi một lầu sẽ có một phòng khách và lầu này có thêm ba cái phòng ngủ chính bên đây là cái ban công này và đây là cái phòng ngủ lầu trên nhé phòng ngủ này cực kỳ rộng luôn chủ nhà thiết kế à, vừa ngủ vừa làm phòng làm việc phòng học tập ở đây quý vị đều có cửa sổ bên hông hết quý vị nha. Đó. phòng ngủ cực kỳ rộng luôn Đồng khách thứ hai này, bàn ghế đều là gỗ đỏ và gỗ hương đá. Đây, đối diện nhà mình là những uh, căn biệt thự rất là lớn ở đây, quý vị. Đây, toàn những căn biệt thự uh, đại gia của uh, tỉnh Bình Dương. Xung quanh thì đều có hành lang đi bốn xung quanh đây, quý vị nhé. Hành lang xung quanh hết biệt thự tại thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, một biệt thự sân vườn. Giá bán là 20 tỷ đồng. Đây là khu vực uh, kệ tivi. Hình dung khu vực đây thì có thêm uh, tổng là ba cái phòng ngủ lầu trên này. Phòng ngủ nào cũng rộng rãi như thế này quý vị này. Rất là rộng luôn quý vị nha. Đây thì có giường, bàn phấn, tủ rồi uh, phòng vệ sinh riêng ở đây. Đây là phòng vệ sinh riêng trong cái phòng ngủ ở lầu trên này giường và bàn phấn cũng được chủ nhà đóng bằng gỗ đỏ chọn lọc quý vị kể cả cửa quý vị nhé một căn biệt thự sân vườn chính chủ tâm huyết xây ở do điều kiện công việc chủ nhà cần chuyển ra ngoài Hà Nội để à, làm việc nên à, cần bán lại căn biệt thự này cho anh chị nào đang có nhu cầu thật sự hãy liên hệ trước với Hồng Sơn để à, hẹn chủ nhà đi xem sớm Hướng này là hướng Tây Nam và tường thì được chủ nhà xây tường 20. Và đây là cái phòng ngủ thứ tư của căn nhà rồi quý vị nhé. Phòng ngủ thứ tư. Và ở đây thì có một cái phòng vệ sinh lớn ở đây dành cho phòng ngủ thứ tư này. Phòng vệ sinh này khá là rộng rãi quý vị. Rất rộng luôn nhé. Mình di chuyển tiếp lên khu vực à, lầu trên. Quý vị đang xem trên kênh youtube nhà đẹp 2024 nhà đất Bình Dương nhà đẹp Bình Dương quý vị đang có nhu cầu cần mua hoặc là cần bán để mua ở mua đầu tư hoặc là mua cho thuê thì liên hệ với Hồng Sơn theo số điện thoại trên màn hình khu vực lầu trên này có thêm mà cái phòng khách thứ ba ở đây quý vị trên đây thì sẽ có sân thượng trước sân thượng sau và phòng thờ quý vị nhé Đây là khu vực phòng thờ này phòng thờ rộng rãi phòng thờ gia tiên Hồng Sơn chỉ quay khu vực ở dưới thôi không có quay lên bàn thờ ở trên cô chú anh chị xem được video này có nhu cầu đi xem trực tiếp hãy liên hệ sớm để Hồng Sơn hẹn chủ nhà nhé sân thượng trên này thì mình nhìn rõ những căn biệt thự phía đối diện này ở đây là lốc biệt thự hết quý vị nha toàn biệt thự thôi sân thượng trước này và ở đây thì sẽ có cái sân thượng sau sân thượng sau đấy quý vị nhé sân thượng sau cực kỳ rộng luôn trên đây thì cây cây cảnh cây bonsai lớn nhỏ và ở đây là căn biệt thự phía sau nhà mình này tất cả đều là biệt thự đơn lập hết quý vị đây biệt thự khá là đẹp giá 20 tỷ đồng cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi hẹn gặp quý vị những video tiếp theo nhớ ấn đăng ký kênh cũng như lưu số điện thoại để đi xem nhà alo trực tiếp cho hùng sơn nhé